Kính thưa đồng chí Lê Biểu, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Kính thưa đồng chí Trần Chiến Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Kính thưa đồng chí Vương Minh Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo bộ, ban ngành, ủy ban Olympic, Tổng cục Thể dục Thể thao. Kính thưa đại diện nhà tài trợ, Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý khán giả có mặt ngày hôm nay và đang theo dõi trên truyền hình. Thưa toàn thể các đồng chí cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên thân mến. Hôm nay, dưới chân tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Đường Vinh Quang. Chúc đoàn thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 26, giành thắng lợi, đem vinh quang về cho Tổ quốc. Với màn trình diễn gần gũi, độc đáo, đầy ấn tượng, đây là món quà ý nghĩa thay cho lời cảm ơn gửi tới các cấp lãnh đạo và người hâm mộ trên cả nước, là động lực tinh thần giúp các tuyển thủ sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Xin cảm ơn quý vị đại biểu, quý khán giả đã tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho đoàn thể thao Việt Nam. Cảm ơn Tổng công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Hà Nội đã tài trợ chính cho chương trình, và các đồng tài trợ công ty liên danh xây dựng Vích, công ty Tuấn Hùng, công ty Willy Sport, công ty xây dựng số 4, Ngân hàng Công thương Việt Nam, tập thể đội bóng đá Navibank Sài Gòn, công ty Giang Tân, công ty quản lý bất động sản Hồng Cát, công ty cổ phần thiết bị Việt Pháp, công ty cổ phần và xây lắp công nghiệp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Cảm ơn đài truyền hình kỹ thuật số VTC, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đã truyền hình trực tiếp chương trình này. Xin cảm ơn các phóng viên báo đài, các ca sĩ, nghệ sĩ, cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Tiến Định. Chương trình nghệ thuật Đường Vinh Quang xin phép được bắt đầu. Yeah.